Cái này anh biết tím mà. Rồi, em Này biết trái. không? Biết là cây em, đừng có khóc. Nhất định trái em. Rồi chết xanh nữa cho chết luôn ha. Vì anh gonna give you 100 bucks. That's random. No, daddy, daddy. You digest the system. You can't. You're gonna have diarrhea. Ba trái ha. Diarrhea is coming. Just wait until it comes out of your ass. Rồi chiếu ngay. Này đây chiếu ngay. That's forever in the video. No, no, shoot. Này đây chiếu ngay. Ăn thường trái thôi, trái nào cay. Nha. You have a fiery blood. Rồi nha, đi nha. Shut up and see. Quay gần cho ba, đừng quay xa. It's gonna burn your ass. Yeah. Khoan, lên trên đó ba mẹ làm. It's gonna burn it. Yeah. You're gonna burn your butt. See it. Real bad. See it. Once it comes out the other end. Right. Shut up, and yeah. She don't want to listen to you talk about that stuff. You shut up. That's gross. You're gross. You're the one who's gross. And yeah. À mày đi mỗi tay. Ok, chơi luôn em. Nha nha. Regret, regret. Nha nha. Regret. Chuẩn bị giấy. Chuẩn bị giấy em đổ hồi. Give him milk, I'm gonna go get milk. Milk. Ok. You can't yak it out. The moment you realize. Okay, you fudged it. Rồi ba đúng rồi, ba không nhai gì vậy? Nha không nhai. Johnny's like, what's happening? Nha không ảo miệng gì. Dude, eat with your mouth. Is it not spicy? Gross. Ew. What the f- ớt chấm không vậy? Vậy là ớt này không cay. That's gross. Không cay, thấy băng là không cay đâu. Này. No, no. Các bạn, ok, tôi ăn không cay. Okay. Okay. You have to give me $100 if you eat one. No, 150. Wow. Yeah. Hả? Hả? Cay quá, nuốt hết luôn. Cay không? 140. Cay không? Tôi ăn mà cay đúng không phải không? Dạ. Không cay à? Hả? Ớt chứ ớt cay. Ớt cay rồi không cay. Cay hả? Không biết trái nào không cay. Trời ơi, ổng nóng luôn rồi. Hả không? À. Trình chán ba. Trình chán ba mày nóng luôn. Just for sure. 2 phút chưa? Yeah, not going. Thôi. Em lựa chúng cay với anh chết luôn. For sure. Trái này bự quá hả? Sao cay? That's a small eggplant. Gãy luôn, gãy luôn. Bỏng luôn, gãy luôn. Bỏng này được. I'm so tempted. Chà con mày còn thi nhân nữa. Cái nào? Đừng lựa cay, em không ăn cay nổi. Cái này, cái này. Just close your eyes. Thôi, trái này cay, em đừng dám ăn. Trái này mày. Trái trắng này đi hả? Thôi để ăn nhỏ đẹp cái này đi rồi. Trái nào nữa? Lựa lại lên. Ba trái, bà thấy ba màu. No, ăn gì you can't do three. You can't do it. Này bự quá sao ăn? Okay. I give 95 bucks. Nãy tôi chơi 5 trái rồi mà. 500 bucks. Ừ. Để lên đây. Enough to buy your iPad. Cái này là oh, no, actually, an iPhone. Yes. That was yeah. No, 100 đủ rồi, không cần lấy 150. No, 100 đủ. No. Then why can't I do one? Why can't I do one either? I want to do one. Rồi, lẹ lên. So tempted. Go hung. Nếu mà muốn thì nó ăn thêm nữa, lót đầy luôn đấy. Đó, đó, đầy hết luôn. You want, you want to have no, no. Mấy trái. It's go get milk, go get milk. Come on. Đây, muốn tiền phải không? Ok, tôi làm. Again. Đây, không có cái. Ok. Okay. Bự quá nha. Cầu nha. Ok, lại tôi đẩy luôn tôi nhai mà. Thôi, em không ăn cái đó rồi. Thương gì, thương gì. Thôi nhiều quá em chết. Oh, shit, I feel sorry. Thôi đủ rồi. No, daddy, that's too much. If you... Yeah, em không ăn nữa. Trời, em nghe mùi rồi đó. Ôi, em nghe mùi rồi đó nha. Không chịu nổi. Đó. Chưa bao giờ ăn hết. Khoan khoan, còn đang dỗ lỗ nè, lỡ rồi. Chưa bao giờ mà ăn trái ớt hết á. Này chiếm nè, ớt tím qua nè đó. Ôi sao anh ăn đi nè. No, that's 150. Rồi xong. 150. Xếp lên, xếp lên. 150. Đây, bà quay vô. Bà quay xuống. 350. 300. Wait a minute. I'm going to change my shirt. Good. Trời ơi, Thiên Long nó bú cay không? Yeah. Man, nó buồn. Daddy can eat this one. Ủa sao lại là fingers. Okay, you can eat now. No. Yeah. Mm. Từ từ nha. Johnny's like... Sao mình em bự được? Cái chỗ này được ăn. Johnny's like, I don't want fierce milk. Ăn. Cái bự quá à, không cắt được. Chết rồi, hay mình bỏ tay mình bỏ vô miệng đi. Thì vậy đi, chơi đi. Chứ gì em cắn nó rớt lên, rớt xuống à. Ừ, chơi đi. Ê, cầm hết vô. Phải phải nghĩ sao hay gì. Trời ơi. Rồi, xử đi. Cầm cái bánh nữa. Không chịu gì nổi.
Này là lần đầu tiên nha. Bình thường á, một trái chắc thì có một miếng. Bữa nay ăn cho cả chục trái ớt vô miệng. No, mommy. Oh gosh. Bánh vô. Ăn xong phải nhả, hả miệng ra coi nha, tí xíu nha. Bài phân duyệt. Bài phân duyệt. Oh, bài phân duyệt. Nước mắt em mới chảy qua luôn nha. Tại lần đầu tiên ăn. Không bao giờ ăn. Không bao giờ ăn nữa nha. Cay quá. Daddy 100. Would you give me 100? Daddy. I want to do it. I'm so tempted. Are you okay? Sặc là còn cay hơn nữa. Đừng làm. Cay lắm. Sao bữa nay hứng chí bình thường một cái em ăn cũng được. Ăn xong phải hai miệng ra coi nha. Ăn xong hết phải hai miệng ra coi á. Đừng có khoan nút bánh vô, phải hai miệng ra coi chết á. You look super scary. Me? Yes. Chưa hết mà phải ăn hết rồi. I'm trying to take picture again. What job is I had? Chưa chết cái miệng gì á, tự nhiên nghe nữa rồi. Hả? Chưa chết miệng mà. So scary. Mắt nó đỏ rồi, đừng có chị nước mắt rồi. Nhưng mà mắt đỏ rồi. You only eat three, okay? You daddy, daddy. Daddy. Hmm. Two for 100. No. Dude, that's a kid. 20 for 100. Cay quá. Drink the milk. Milk for me. Nó bị cay quá. 20 for 100. This is such a bad recording. Dude, two is enough for me. I can't go any higher than that. No. Khóc ơi kìa. Hay quá. Đây. Chưa ra nước mắt mà. Mới có đỏ mắt thôi chưa ra nước mắt. I have some fiery milk, I swear. I know you have some fiery milk. That's gross. Ê, chứ được uống nha. Phải chờ 5 phút sau nó uống sữa nha. Cay quá hả? Mom, just drink it. Drink it. See, more peppers. Thôi chảy nước mắt rồi kìa. I see it now. Ê, từ từ đâu rồi. Mẹ mới thấy nước mắt rồi. Nuốt vô lại hả? Em không lấy tay chùi được. Về xuống cổ rồi. Nóng quá, nóng quá. Ê, không được uống sữa. Sao vậy? Uống sữa. 5 phút sao uống được. Nóng dán đâu. 5 phút. Tôi đâu có uống sữa đâu. Anh có 3 trái à. Thôi giờ đây nè. No, giờ ba. Dude, that's dumb. Ba mẹ ăn lại đi, 10 trái đi. You can join. Oh, wow. 100. Chưa bao giờ ăn gớm đó nha. Một trái ăn cũng được nữa đó. I can't even eat one, I said two. Ủa sao uống rồi? Trời ơi, mới có 3 phút 47 à. Shut up, daddy. Shut up. Mới có 3 phút 47 giây à. You only ate 3. She ate like 8 or something. Like, no. Shut up. 10 trái rồi. Johnny's trying to save you. Từ nào hết cay vậy? Không thấy là được, cay quá. Bình thường mày cắn cũng không được. Mâm cho nó chết kìa. Đưa nó chết kìa cho mâm. Don't let him touch that. It's spice on it. Kìa, yeah, lấy chết cho Johnny mâm kìa. Mommy touched it. Chết rồi, môi em sưng luôn á, phải không? Bình thường cắn miếng cũng là my hand's shaking so much. Daddy, 2400. Oh god, that's what you're doing. 2400. Sorry, Kaiwa. No, I can't do that. Looks on my tongue. Chew your stomach, bro. Yeah, I mean, mommy got 200. But I want 100. $700. Kai, I want one. Just one is fine. Dude, 5 or 10 seconds, 10 minutes of dying and I get $100. 20. In 1 minute, you can finish it. You have $100 for 20 of this. No. Lỗ tai mẹ nó nóng luôn. No, 2. Come on. Yeah, 20 right here. A lot, man. 20. Stupid. You want it? Daddy, are you willing to give me 100? 20. Are you willing to give me 100? No, he just doesn't want to lose his money. He did for real. 20. There's milk for someone me. Someone has to give me $100. 20. With a side of milk. And then 10 minutes, mới được uống miêu nha. Thôi. Chết nhỏ. I don't drink milk. Johnny. Oh, you don't drink milk? I drink water. No, you don't drink water too. Johnny, stop. If you drink water in 10 minutes, you lost. No. You lost. 5 phút mà chị không nổi rồi. When? Not a minute. I'll cry. I'll walk around crying. Do you cry? The way? Yeah, do you want that? Then I'll do it. 20. 20. You can't do 20. I mean, no one's 20 for 100. What? Huh? Okay, how about
You eat like two. Only two. Two for $10. No. How much? Two should be like 30. One for 100. No, two for 10. No. Someone gotta pay me 100. Two for 10, that's 20 for 100. And 10 minutes. You don't have to bring any water or like milk or whatever. Oh, guy, that's good. Daddy, you try. That's not fair. Two for 10? You get 2 apiece. Mm. Are you done recording it on the watch? No, look at our phone. We call out. Yeah, look at our phone now. Hung only eat one and get 100. Yeah, that time, like how old she? She was 7. 7? 100. You have to give me 100. Just kidding, she's 20 for 100. Give me, I'll eat one. And no, 20 for 100. And 10 minutes, you don't have to bring anything, milk or water. No, okay? Anh ăn em qua giá. Bà đưa tiền nghe tôi ăn cho. Rồi, bà đưa 20 phút không? Ừ. 20 trái đúng không? Ừ. 10 phút, 20 trái. 10 phút, 20 trái. Không đủ nước. Ok. Rồi, bao nhiêu? 100 đồng. Hồi nãy nó 20 đồng. 20 đồng là có men nhiều đâu, có 2 trái à. Yeah. 24 liters. Okay. Hey, don't you have any water? No. Sao? Kim, 24, 10 minutes. No water, no milk. Rồi, Kim give up rồi. No, I'm not. I want 100. Kim give up, right. I want 50 at least. Good night. My stomach. My stomach already hurts from... Just tell your friends. Look at my okay, bây giờ. Ốc. Dạ ăn đi. I don't know which one I should pick. Daddy pick and I pick. I pick. Ủa, không có fries hả? Good. What do you mean? $100 for what? Right there. You 100 for what? No, it's funny. Just for one. Banana. 100 for one. Which one's not spicy? No, not spicy. I meant which one's not spicy? The green or 100 for only green one? Green or purple? They're both not they're both hot. Equal. Yeah, equal. I don't think they're equal. Which one is less? We don't know. You I think eat the it. Green one. No, I'm on it. I think the green one. What is it? No, it isn't. I'm on it. Can you screw your chair? Green one. Do a green one. Green one. That one's purple. What is this color? It's huge. Nè, ăn vào đó đi. Hey, that's lies. You see this one? It's $20. You can do it's purple. It's $20. No, no. You see this that's one? The least one. Nice. You see this one? 1 minute. Is this spicy, anyways? My hungry. You see this one? Can I have a test run? Okay, it's called regret. Nở khóc rồi, khóc cái này đi. Cái này khóc chắc luôn. Oh my god. she gets 50, I get 20. Okay. Oh, you want that one for $20? Yeah, $20 right here. No! This one, it gotta be 30, okay? Or more, I don't know. I would die. 50. If I cry like a lot, you gotta give me more. I'm thinking of the after one. Is this a good idea? Oh, you have to. No, just take a minute. Okay. Just take like... The green and the purple one, $20. The red big one, $100. Yeah, get it. This one, $100, right? Mm-hmm. That's too small. Big one right here. Yeah, right here. $100? You want the big money, man? $100? This big money, what big money. $100? Mm-hmm. Yeah. No. Take a smaller one, dude. But if I hold on, okay? But take this one. 10 minutes. If I'm gonna go spicy, I'm gonna go super spicy. Hey, hold on. 10 minutes, okay? No water, no milk. No, you minutes. Can't do that. 2 minutes. We're kids, okay. Can't do that. 2 minutes. 2 minutes. And watermelon. Two minutes, yeah. Okay, watermelon với lại là... Water. Water, cái đó là gì? Water. Đưa lên coi. Water. Okay, water. Oh, we'll get the green one first. 100! Hold on. Yeah, no, only one. You can't only do one, two. Because you're not used to it. You never eat spice. Yeah, but if I could. Hello, hello. Go first. No, I'm stuck. No, should I take a green one? I don't want to take a green one. Go take a green one. Hello. I know, but like. Green one's longer. I know. Oh, my ready? Oh, no. Con không dùng máy đâu con quay. No, ý nó nói là quay. No, I'll take this one. Đưa qua đây. Timer qua đây. I am. Timer qua đây rồi. Timer. I can't click it from there.
Okay, that's my mom's. You see it? You see it right here? You see it right here? Okay. One, two, this is three. A trap, guys. A trap. One, two, yeah, I know three. It's a trap. So only watermelon and water, okay? Only watermelon and water. Only watermelon. We're going to buy it. We're both going to go. Water. You didn't eat it. I'm just going to go. 3, 2, 1. Không ăn những kẹo tham luôn á, là okay. Trừ á. Cá. Nè, no, ăn hết vô, ăn hết vô. Bây giờ hết vô. Oh, được quay, hết vô. Rồi. Yeah. Hết vô, hết vô. Ngay, hả miệng nha. Ăn hết vô. Hết vô đâu rồi, cái tay đâu, cái cây nãy đâu. Phải coi chết hết luôn. À, hả miệng kìa. Hả miệng kìa, cái này nhai kìa. Nhai luôn nha. Chết rồi. Đâu? Đâu? Chết rồi. Nước nè, nhưng mà phải nhai hết đâu. Bây giờ hết nha, nó nóng quá rồi. Bị mặt đỏ rồi ba. Ủa sao cháy ớt thì cay vậy, em nghe mùi ở ngoài luôn á. Chết mày con xạo. Chết rồi em nghe mùi ở ngoài luôn. You have to give her 50 bucks. Oh my god, she cried for real. Oh my god, oh my god. Ê, hey, còn không có lấy con quẹt vô mắt. Nè, nó hả miệng, nè, cho uống nước kìa. Con quẹt vô mắt là con tiêu liền. Không có quẹt quẹt vô mắt nha. Nó chảy kìa. Đừng quay vô mắt, quay vô mắt cài á. Nhanh lên. Càng cài thêm nữa. Nè. Sửa lại lên. Sao thang đâu tới đâu rồi? 30 seconds. Thang 5 seconds nữa lại lên. Được rồi, nó cài. What? Kim is cheater. No, chị Kim cài lắm con. I know. Chết rồi, cháy con mình cũng cài vậy, em lửa đi kìa. Sao lửa cháy màu tím mà vẫn cay vậy? Chết mẹ, bị nó bị gạt rồi. Nó bị ác quá. You guys cry so much. It's okay. I'm not crying. No, you're super. You guys three so... Bây uống sữa đi con. Rồi, thang lên này kìa. Rồi, xong rồi. Uống nước đi. Cứ quay đi, uống nước nè. Ăn vừa. You have to give her 50 bucks, dude. Cho quanh rồi luôn. Nè, ăn thêm. Bóc vô. Bóc vô. Bóc vô. Cô nè. Ăn dừa có hép không vậy? No, it's not the pepper. I choked on it. Nước mắt nó kìa, quay. Nó chảy ròng ròng đấy nha. Thấy không? Không cho quay là không có tiền nữa nha. Mình quay chơi nếu mình phải chịu nha. Mình chơi mình phải chịu. Nước mắt nó chảy luôn. Một, thấy nước mắt không? Thấy rõ nước mắt không? I choked on it. Sorry cô. Vậy sao hồi đó Hương nó ăn ngon lành ha. Hồi đó mình không có máy quay nha. Kim, ba không nghĩ của cái tin cày gì đâu. Quang thử thằng cây chín tím coi. No, nó cay. Tặng khuyến mãi rồi. Bớt tím nó cày á. Khuyến mãi rồi. She never eats spice every day. Like giống như nãy mẹ đó. Mẹ đâu có giận cày. I don't even eat. Kim, khuyến mãi thử ơi. Không dưa đỡ ha. Lỡ rồi ăn thêm chất tím ơi. Tại sao mà cái tin nó cay dữ vậy nè. Ăn chừng cay không? Không có cay anh. Nhỏ còn cay rồi chưa. Hiểu à? No. Không đừng ăn. Oh, my lips. It's not the pepper. Con ngậm được rồi. Kim. Hồi nãy ông cho nó ăn không, nó không dưới. Thôi bây giờ còn miếng bánh pizza đỡ mấy. Bánh pizza nó cũng đỡ chứ con hôm nay nó ăn không luôn. Oh, my tummy hurt. Oh! My tongue! Thằng con này nó không biết gì đâu. Cái mặt nó ngủ nó đang ăn nó. What? Oh, watermelon when it stops is so hot. Nãy đi đó, đừng ăn watermelon lên đây kêu ăn gì lạ. No, when I stop eating watermelon is so hot. Yeah. Oh, it's spicier. No, milk, I don't want milk. Nước hả? Cay quá. No, it's spice. Cay quá mà. Dude, you have to give him some 50 bucks. 20 bucks is not gonna suffice. Watermelon ở đây nè. 20 bucks is not gonna suffice. My ears. We're burning. Không, nó cay từ từ. Tè lè. Hồi nãy em giả mang quá, không cho nhỏ. Tè lè. Ủa, ăn à, không lấy hả? À? Không lấy lại nha. Tè lè. You have to give me
Trời ơi, nó còn khóc quá, nó lấy tiền. Tè, ăn lấy không? Nó vẫn còn khóc. Bi. Trời ơi, cùi đó kìa con kìa. Bi. Ba giả mang quá. Giờ không lấy à, không lấy là cất à. Nó đang buồn. Đang khóc. Nó cay quá à. Nó cay quá. Lấy không? Nè, lấy lên. Nó sửa đi con, sửa. Con đi với không vậy? It doesn't stop. No, what's up? Thiền Long nó không biết gì, nó tội nghiệp hai chị nó. Muốn quay nó qua anh kia đứng sau lên kìa, qua lên chị nó kìa. Mấy giờ nè. Yeah. Sao, ai muốn challenge nữa? Hương challenge không? Mùa tôi vừa nổ mồ hôi. Hương, you want challenge? Hồi nãy không quên chừa miếng pizza ăn chung. Mình ăn không thấy gì. Why is it still burning? It doesn't help. What do you mean why it's still burning? Nước mắt nó hưng lại luôn. Nước mắt cay. Trời ơi. Oh god. Quạt đâu? Quạt đâu? Cái quạt nãy đâu? Cái quạt nãy đâu? Every time it gets hotter. It's on the ground. My mouth. Huh? It's outside my mouth. Oh, the watermelon, stupid watermelon. Oh, đừng ăn nữa, uống sữa nước đi. It doesn't help. The watermelon doesn't help. No, water doesn't help. Watermelon, you said stupid watermelon. Có khép không? Không khép thì đừng ăn nữa. Ăn kẹo không? Kẹo nó có khép không vậy? No. Makes it worse. Cái nào work? Chỉ có meal thôi, chỉ có sữa là khép nhất rồi. For one second. Nó no, có nghĩa là con đừng có uống vô liền nhiều rồi thử mà con ngậm cho họng á là nó ra. Ok, con ngậm đi, ngậm trong miệng đi. Uống từ từ thôi, ngậm trong miệng uống từ từ thôi. Stop eating watermelon, it's so spicy. That's the trick. Con ngậm uống từ từ thôi, đừng uống vô. Okay, it's fine. What? Xúc quần luôn à. Cái quần đó, con có đeo, nhưng mà thử lệnh xúc quần. Why you wearing khaki pants? Chừng á, đó dính ớt hồi nãy giờ, cái nửa chết quá. Cái này với nó, cái này luôn đi. Mày còn lấy ớt mà chiên vô mặt nó phỏng da anh ta luôn. Lấy cái giấy khác kìa. Ừ, lấy giấy khác cho em con, tội nghiệp em. Cay quá hả? Mẹ nữa hả? Ừ, kìa. Còn cay hả? Bao nhiêu phút mà chắc 10, 15, 20 phút rồi. Thì sao mà mày đòi đi ăn ớt số 1 nó là mày tiêu. Cay nhất thế giới là mày tiêu. Giờ God Pepper cũng chưa cay bằng nó, ớt gì nó mới ra phát hiện được á. This is why I don't trust you. See, you better trust your dad, man, not your mom, right? No. See, you better trust your dad. Oh, nãy sao không ăn màu xanh? Có ăn màu xanh ăn màu tím hả? Yeah, you said it's the same. Thiệt mà, nãy bé. No more milk. No more milk kìa, rước móc milk cho nó kìa. Chỗ này nó đau bụng rồi, tôi cho con biết á. No. Nó còn khóc kìa. You know what? It's because I eat a lot of hot stuff. I was like holding it. My ear got so red. I couldn't cry. Trời ơi, mày lấy 100 ngọt quá. Cái tiền nó lấy có 20 bạc nó khóc từ lâu. She never eats spice that much. Oh yeah, yeah, đổ lại đi cho nó qua thân rồi. She never ate a pepper. Give her 50. Okay, share nha. Then why don't you give your money and give to her? You feel like... You don't want to bet you feel... Stupid. No, daddy, it was so spicy. But I held it in. I am not. I don't know why I didn't cry. I want to throw up right now. You feel not enough, you give her more. I didn't cry. Nó đá không? Nó đá hết không? Spicy không, nó đá còn mà là cay thêm. Cay thêm. No, it doesn't. Stop lying, daddy. Ok, lấy nước đá cho nó đi. Cho thử đi. Nó đá cay á. Nó nước đá cay á. No, nước đá cũng đỡ. Nước đá nó tè. No, có thể. Người ta thử rồi không hả? Không work. Thì nó không work. Ai lại không biết. Like, huh? I can't, just give me ice. Ok, mà mày lấy đá. Trời sao trái luôn kim ca. Hép không? Chút con cũng cay nữa hả? Hương, challenge Hương. Your turn, $20, come on. Pick one.
Big one for $20. Last time you gave me $100. Long time ago. My mouth was gonna go crazy, but I took it in. Mommy, why didn't you put eggs? Got me. Huh? It feels normal. No. Say that. I think I drank too much. Chứ chị nuôi quá. Chị kỳ quá không quay qua chứ đi quay. Why is it won't stop burning? Xong chưa? Quay bao nhiêu phút rồi cho nó đi tắm đi. Quay bao nhiêu phút rồi cho nó tắm. Nó cay quá, chịu hết nổi. Ok kìa, Kim ok kìa. Yeah. Oh my god, vậy là Kim cháy con đỡ hơn cháy của em hả? No, that didn't make sense. I just have a higher tolerance. No, mommy, em biết mày cay quá. Bị bữa nay ba. Higher tolerance. She doesn't eat spice. I eat spice. Ủa mà nãy tôi ăn ba trái luôn có thấy gì đâu sao mà mấy mày ghê gớm vậy? Because we don't like you gave me a little bit. I already cried. Now you give me a lot. Không mà cay thì cái giờ bụng mày đang nóng hổi. Ăn ớt tốt. Tốt. Dễ cảm. Cảm gì? Hết bệnh. Kìa. Nè nó khóc kìa. Đi tắm không? Ngâm ngâm ra tắm đi. Được. Đau bụng không? Con đi nằm không? My stomach hurts. Đau bụng mọi người nó nóng vô tử luôn. Tội nghiệp. This is totally going to. Oh, lấy cơm hâm cho nó ăn nha. I don't want to eat. Oh, ăn đúng rồi, ăn cái gì vô cho nó đỡ cái bao tử. Eating, I don't want to eat. No, con sao em á, em đang bị khó chịu. Sao Kim, một trái khuyến mãi rồi ăn thêm trái tím nữa coi. Giống cái tin đây. Another 100? Ăn no, khuyến mãi có nghĩa là free. No. Eat for free. I'm gonna do it for money. Nhỏ khóc rồi nè. Thôi mày hâm cơm cho nó nha. Kim. Mấy cơm đi chút xíu, mày hâm cơm cho em. Bụng nó không có gì không. Nè. Mẹ hâm chút xíu cơm nha em. Cho nó ăn. Try comforting scene. Uống nước chưa? Tha bụng hả? My tummy starting to hurt. Thiên Long ăn không? Ba cho đi Thiên Long nè. Thiên Long. Thiên Long. Here. For you. Eat it. Eat it. Pick one. Come on. Thiên Long. No. Come on. Thiên Long. I'm not that scared of spice. I think yeah. Thiên Long pick one kìa. Tắm không? Đau bụng không? Trời ơi, Thiên Long biết của anh kìa. Cái ô mày nó nhét vô miệng vô mắt nhở. Hey, I just it makes me want to burp a lot. Đau bụng không? Nó hép á. Nó không có đau bụng không? Trời ơi, con ăn đó nó xuống nó kéo vô nó đỡ hơn á. Trust me, kitten. Eat a little bit. You have to trust me, man. Trust me, trust me. One piece. Mà nó đỡ đau bụng. Dude, I think hers is the best. No. Oh god. It's okay. Coi chừng tóc con dính á. Ghê quá, ghê quá. Oh god. Đi vô rửa mặt nha. Đi vô rửa rồi mày. Chết ta. Anh đừng ngoài nha, nó đi rửa rùm cái thôi. Tụi đâu quay cho ói đâu. Nhắn lên nói gì hết á. Dude.
Oh, I'm so sorry for using. That's why Dummy can eat pizza! It's like no. Oh, oh God. Oh my God. No, it's because she doesn't eat spice. She's not used to it. Oh my God. Oh, my tummy hurts. Chiến lắm, chiến lắm. Oh, Kim no problem, ha. Kim no problem, ha. Quay mặt qua cái cười cái đây. Chiến lắm ơi. You have to cut it out. You can't take put that on there. Kim ơi. Kim Long ơi. Daddy, can you make a separate one that's short with no barfing? I want to show it to my friends. That's about it. I said it's the right. No, he has barf all over him though. Okay, he's gonna shower anyways. That's why you made me drink so much milk and stuff. It went so white to no, bed. Make a short one, okay? Happened. Short one when she's crying a little bit and then stop because I want to show it to my friends. I don't want to show the barfing part. See, that's why I didn't want to drink the water over the milk. It's gonna make me throw up. Feeling my belly. Mm, she okay now. Cười cái gai, cười cái gai. He literally made me barf by feeding me one little spoon of rice. Nhưng mà after that you feel better, right? See? Nó không nằm trong bụng nữa, nó đi ra bớt rồi. You not burn your stomach. Just telling you. I think if you see, ate, now you can laugh. Nãy là cry không à. I think if you ate mine, you would die. Trời ơi, giờ này còn rên nữa. No, I'm serious though, because mine's worse than hers. Giờ này nó còn rên nữa kìa. Cái tin still rên kìa. My tummy's starting to hurt. I have a little more. Dude, if you eat the rice, in my same condition, you would like... It's white to red. What's that mean? Pizza? Pizza. Rồi hết vui rồi, cắt. Cái này là cái giống ớt khác, ớt đỏ thường á. Ớt nhỏ xíu á, mà cái này nó bự rừng. Cái nhỏ xíu á. Cái giống này nhưng chim nó cho mình đúng hơn không? Cay quá nó. Hả? Giống này nè, mình đâu có mua hả? Là đâu vậy? Hình bạn của mình, ông gì đó luôn. Có người cho hả? Có người cho, cho nguyên cây luôn. Trời. Cái này chưa chín, chưa cắt được. Thiệt nghe em ăn cay dở sao mình trồng ớt chi nhìn không biết nè cái trái nó thật sự nó không vậy vừa đủ bỏ miệng à vô đây á mình trồng ớt nhiều quá nó lớn hơn mình dưới còn nữa kìa yeah, mấy trái bự tím nè, xử đi. Đẹp không? Trời ơi, cầm đưa ra coi. Trời ơi. Thấy không? Cà phê với trái công kia kìa. Trái mà không có compost nè, thấy chưa? Nó cái trái mình bỏ về phân đất vô bữa mới. Đây nó nè, cái tiêu bự bự luôn. Ủa bữa mình compost vô đây mới quay phải không anh? Này mới, thùng này mới làm mà. Nhưng mà bữa mình mới quay không? Mình quay. Bữa mình đổ đồ vô đây. Thùng này mới làm mà. Mình mới có được thùng này chứ hồi xưa mình đâu có được mấy thùng bự đây. Chưa chín chưa cắt được đây nó bự chút ăn không có về qua bên kia đi ha tại đây nó nhỏ nhỏ để cho nó bự rồi cam cam còn nữa không cam còn nữa không anh thì ra nè em cũng thích ăn cái này nè nó thơm thơm cắt vô một cái thôi cắt đi cái giờ trái đâu ra đâu chắc nó ăn cắt ăn liền chứ không có để nó ớt xanh đó ừ,
thơm lắm á. Kiểu ăn cơm tấm này kia là cắt kiểu đó là mình ăn ngon. Như bên này nó bán nó cắt cũng bự hơn, đẹp không? Thôi được rồi, cắt cái này cái đó, để không để nó chín chứ mình đâu có ăn hết. Cho anh quay nhiều mà. Còn cắt xanh này nè, mà để ngăn đá nó dở lắm. Dở lắm. Đây nếu mà muốn để ngăn đá là phải cắt cho nó đỏ đó. Đẹp ha. Chưa. Ok. Rồi Bi, Kim mỗi đứa lấy trái. Ăn. I don't want to eat it. I'm gonna test it first. You might say it's not spicy, but maybe. Yeah. I don't want to eat it. Gross. Bỏ hết vô miệng ăn. Ăn. Ăn một lần hết luôn, bỏ hết vô miệng. But how do you do that? Bỏ hết vô. Boy. Bỏ hết vô. What do you mean? Bỏ hết vô. I can't. This is gross. Oh, rồi Hương. This is gross. Ăn ơi. Ăn hết đi. Ăn. Ăn. Sao cái tin? How do you feel cái tin? Ê, ăn nha, à, không giục nha. Ê, dude. Ồ, ăn sao còn miếng vậy? Cause they're there's spice in there. Dạ, tôi yêu đó. Shut up, you eat that thing. Cái mặt nhàng hiền khỉ. Shut up. There are seeds in there, daddy. Literally, I checked there are seeds in there. That's why I only take a little bite. There was spice in there. I know. That one had actual spice. That's why I didn't want to eat that one. I mean, all you did was take all. You just dehydrated it. You took out all the spice. So there's no point. Lắc đầu lia chia. Lắc đầu lia chia. That one literally had spice. I'm not joking. The one that she ate. You done yet? It's called stupidity. Stupidity.